Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Sevilla, Arsenal gần như đã chắc chân ở vòng knockout Champions League. Một điểm trước Lens trong trận đấu sắp tới tại Emirates vào ngày 29 tháng 11 sẽ đảm bảo suất đi tiếp, trong khi chiến thắng sẽ giúp họ dẫn đầu bảng. Huấn luyện viên Arteta tỏ ra quyết tâm và tin tưởng vào sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng này, nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến thắng xứng đáng. Arsenal, dưới sự dẫn dắt của Arteta, đã kiểm soát trận đấu trên sân nhà vào tối 8 tháng 11, tạo ra 11 pha dứt điểm và chuyển hóa thành hai bàn thắng nhờ công của Leandro Trossard và Bukayo Saka. Sevilla chỉ có một cú sút trúng đích, không đủ để thách thức thủ thành David Raya của Arsenal. Arteta hài lòng với màn thể hiện ổn định của hàng thủ và đặc biệt khen ngợi Bukayo Saka và Gabriel Martinelli về khả năng tạo đột biến. Ông khẳng định Arsenal không cần phải chứng minh bất cứ điều gì sau trận thua Newcastle, bởi họ đã chơi xuất sắc trước Sevilla và đã thể hiện sự khác biệt về chiến thuật và lối chơi khi thi đấu trên sân nhà.